trong các bạn đến với bản tin thể thao của 138.com. Huấn luyện viên Wenger lên tiếng về thông tin dẫn dắt AC Milan. Trước hàng loạt thông tin cho rằng mình đã nhận lời dẫn dắt AC Milan thay cho Gennaro Gattuso, huấn luyện viên Arsene Wenger đã chính thức lên tiếng. Theo đó, ông khẳng định mình không hề có bất cứ mối liên hệ nào với đội bóng Italia và vẫn chưa muốn trở lại với công việc. Trong vài ngày gần đây, báo chí thể thao châu Âu đồng loạt đưa tin huấn luyện viên Arsene Wenger đã nhận lời dẫn dắt AC Milan thay cho Gattuso. Thậm chí một số tờ báo Pháp đã khẳng định giáo sư đã đạt được thỏa thuận giữa bộ về bản hợp đồng kéo dài 2,5 năm với đội bóng Italia và sẽ chính thức ngồi vào ghế nóng tại sân San Siro sau một vài ngày tới. Trước hàng loạt thông tin như thế, huấn luyện viên Wenger đã phải lên tiếng. Trò chuyện trên BeIN Sport, vị cựu thuyền trưởng của Arsenal đã phủ nhận tất cả những tin đồn cho rằng mình đang chuẩn bị thay thế cho huấn luyện viên Gattuso, đồng thời nhấn mạnh chưa có bất kỳ liên hệ nào với ban lãnh đạo AC Milan và đây cũng không phải là thời điểm thích hợp để ông quay trở lại với công việc. Huấn luyện viên Wenger đã chia sẻ, không hề có chuyện đó, tôi có thể khẳng định đó chỉ là những tin đồn vô căn cứ. Nếu đã ký kết với đội bóng nào đó, tôi chẳng cần phải giấu giếm làm gì. Không thể kiểm soát hết được những lời đồn, vì đó không phải là chuyên môn của tôi. Ở thời điểm hiện tại, tôi chỉ tập trung để làm việc thật tốt công việc của mình tại BeIN Sport. Chỉ vậy thôi cũng đủ mệt rồi. Tôi sẽ trở lại vào đầu năm 2019, còn hiện tại tôi vẫn đang tận hưởng kỳ nghỉ và dành thời gian theo dõi các trận đấu. Trước đó, một số tờ báo cũng đưa tin huấn luyện viên Wenger nằm trong tầm ngắm của Real Madrid và Bayern Munich khi hai đội bóng này có kế hoạch tìm kiếm một nhà cầm quân mới. Tuy vậy, giáo sư bật mí điểm đến tiếp theo của ông có thể là Nhật Bản hoặc ở Tây Á. Tiết lộ những yêu sách mà Kylian Mbappe đòi hỏi phía Paris Saint-Germain. Tờ The Spider tiết lộ hàng loạt yêu sách mà Kylian Mbappe đã đưa ra khi thương thảo hợp đồng với Paris Saint-Germain. Có được Kylian Mbappe trong đội hình, đó chắc chắn là một may mắn lớn lao với Paris Saint-Germain. Thế nhưng, để đưa người hùng World Cup đội tuyển Pháp về sân Parc des Princes, ngoài số tiền kỷ lục 180 triệu euro, gã khổng lồ nước Pháp còn phải chấp nhận một loạt yêu sách khác của cầu thủ này. Những yêu sách khiến chủ tịch El Khalifi sẽ phải chi ra thêm khoảng 48 triệu bảng trong vòng 5 năm. Một trong số đó là đề nghị được cấp 50 giờ bay mỗi năm bằng trực thăng của đội bóng để đi bất cứ đâu. Tờ báo này cũng đồng thời khẳng định nhà đương kim vô địch League Young sẽ phải trả cho tiền đạo sinh năm 98 khoản phí lót tay 4,3 triệu bảng Anh cùng mức lương hàng năm cực khủng rơi vào khoảng 8,7 triệu bảng. Thế nhưng vẫn chưa thỏa mãn, Mbappe thậm chí còn muốn ngay lập tức trở thành cầu thủ được trả lương cao nhất câu lạc bộ, vượt qua cả Neymar nếu như anh có thể giành quả bóng vàng. Dẫu vậy, về phía Paris Saint-Germain, đội bóng này đã từ chối đồng thời cả yêu sách vô lý trên lẫn đề nghị trưng dụng trực thăng của câu lạc bộ. Tuy nhiên, như để xoa dịu ngôi sao lớn của mình, câu lạc bộ thủ đô nước Pháp đã đồng ý cho người giúp việc, tài xế và vệ sĩ riêng cho cầu thủ này. Cũng trong khuôn khổ bài viết này, The Spider còn tiết lộ bố mẹ của Mbappe, ông Winfrey và bà Faiza, những người được ngầm coi như là người đại diện của con trai họ, cũng bắt Paris Saint-Germain cam kết trả một khoản bồi thường nếu như chân sút 19 tuổi không thể thi đấu ở Champions League bởi đội bóng này vi phạm luật công bằng tài chính. Thêm vào đó, ông Winfrey cũng muốn mình được quyền tham gia vào những buổi tập huấn cùng câu lạc bộ. Như đã biết, ở tuổi 19, Mbappe đã là ngôi sao số 1 ở đất nước dưới lục lăng sau chiến dịch World Cup 2018 tại Nga. Khi ấy, Florentino Perez với chiến lược xây dựng dàn Galacticos của mình đã rất muốn cướp anh khỏi Paris Saint-Germain. Theo đó, đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha sẵn sàng chi ra tới 166 triệu bảng để có được cái gật đầu của số 7. Và có lẽ Real Madrid có thể đạt được mục tiêu của mình nếu như ông Winfrey chẳng cho rằng Mbappe không nên đến Bernabeu để phải cạnh tranh với bộ ba Karim Benzema, Gareth Bale và Cristiano Ronaldo khi đó. Đối với những gì Mbappe yêu cầu, có lẽ sẽ có rất nhiều nhận định trái chiều. Dẫu vậy, dù gì đi chăng nữa, tài năng của cầu thủ này là một điều không thể bàn cãi. Và nếu cần một số liệu cụ thể, thì con số 13 bàn thắng sau 11 trận đấu hẳn sẽ là bằng chứng đanh thép nhất cho sự trưởng thành vượt bậc của Mbappe kể từ sau hành trình tại Nga. Xác định danh tính trọng tài điều khiển trận derby Manchester. Tâm điểm ngoại hạng Anh cuối tuần này là trận derby Manchester trên sân Etihad và danh tính trọng tài chính điều khiển trận đấu đã được tiết lộ. Theo thông tin mới đây nhất từ Sky Sports, trọng tài Anthony Taylor sẽ được giao nhiệm vụ bắt chính trận Super Sunday giữa Manchester City và Manchester United trên sân vận động Etihad. Ông Taylor chính thức trở thành trọng tài Premier League kể từ năm 2010 và đã đảm nhiệm nhiều trận đấu có sự xuất hiện của các đại diện đến từ thành phố Manchester. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên trọng tài này được tham gia một trận derby. Ba trọng tài tại giải đấu cao nhất nước Anh từng có vinh dự này ở kỷ nguyên Premier League còn làm việc bao gồm Martin Atkinson, Michael Oliver và Andre Martiner. Khoảng thời gian trước đây, vị vua áo đen Taylor từng bị cộng đồng bóng đá Anh chỉ trích rất nhiều vì được cho là cổ động viên của Quỷ Đỏ khi nơi ông sinh ra chỉ cách sân Old Trafford đúng 6 dặm. Dẫu vậy, theo báo cáo mới đây, ông Taylor là fan trung thành của đội Atchingham thuộc vùng Trafford, Greater Manchester và hoàn toàn không thần tượng lửa đỏ thành Manchester. Với những thông tin kể trên, khán giả theo dõi trận cầu tơ điểm ở vòng 12 có thể yên tâm về tính công tâm trong các quyết định của trọng tài chính. Inter Milan chào bán Skriniar với giá khủng. Huấn luyện viên Luciano Spalletti đã đánh giá rất cao tiềm năng của cậu học trò sau màn trình diễn ấn tượng trước Barcelona. Inter Milan đã có trận hòa 1-1 trước đội bóng Barcelona với màn tỏa sáng của cái tên quen thuộc Mauro Icardi. Cầu thủ người Argentina đã lập công ở phút thứ 87, giữ lại một điểm cho đội chủ sân Giuseppe Meazza. Tuy nhiên, cái tên được nhắc đến nhiều nhất đó là Milan Skriniar. Trung vệ người Slovenia đã có trận đấu rất tập trung, góp phần hạn chế sức mạnh của hàng công Barcelona. Theo Luciano Spalletti, cựu cầu thủ của Sampdoria phải có giá đến 100 triệu euro sau những gì đã thể hiện trong màu áo Inter. Chiến lược gia Italia chia sẻ,
cậu ấy đáng giá bao nhiêu ư? Tôi nghĩ sẽ phải là 100 triệu euro. Nếu tôi là Barcelona, tôi sẽ trả 120 triệu euro cho Milan Skriniar và nói rằng 20 triệu euro đó là tiền lót tay. Nếu tôi là Real Madrid, tôi sẵn sàng chi 140 triệu euro cho cậu ấy. Trước đó, cựu thuyền trưởng của đội tuyển Anh, Fabio Capello tiết lộ, Jose Mourinho từng cố chiêu mộ cầu thủ 23 tuổi trong phiên chợ mùa hè. Ngôi sao Inter Milan là một trong hai mục tiêu trọng tâm của Manchester United bên cạnh Kalidou Koulibaly của Napoli. Vị trí trung vệ vẫn đang là điểm yếu của đội chủ sân Old Trafford ở mùa giải năm nay. Đáng chú ý, quỷ đỏ đã để thủng lưới tới 18 bàn chỉ sau 11 trận đấu tại Premier League. Đây là lý do chính khiến ban lãnh đạo Manchester United lên kế hoạch chi đậm trong tháng riêng để nâng cấp lực lượng. Bayer Leverkusen phủ nhận chuyện bán Leon Bailey trong tháng riêng. Theo câu lạc bộ Bayer Leverkusen, đội bóng sẽ để Leon Bailey ra đi, tuy nhiên không phải là trong kỳ chuyển nhượng mùa đông tới đây. Theo tiết lộ từ nguồn tin của ESPN, câu lạc bộ Bayer Leverkusen thừa nhận rằng sẽ để cầu thủ Leon Bailey ra đi trong tương lai. Tuy nhiên, họ khẳng định sẽ không để ai mang ngôi sao ra đi trong phiên chợ mùa đông tới đây trước những lời mời chào từ phía các câu lạc bộ Premier League như Manchester United, Manchester City, Chelsea hay Liverpool. ESPN cho biết thêm, đại diện nước Đức đã có buổi gặp với người đại diện của ngôi sao 21 tuổi để đàm phán về tương lai. Tuần trước, theo nguồn tin thân cận với Bayer Leverkusen, đội bóng đã cân nhắc chuyển nhượng Leon Bailey trong tháng riêng nếu như phong độ của ngôi sao người Jamaica không được cải thiện. Dẫu vậy, những thông tin trên đã được dập tắt khi chính CEO Jonas Bott của đội bóng đã lên tiếng. Ban lãnh đạo đã có buổi làm việc với người đại diện của Leon. Chúng tôi biết trong tương lai cậu ấy sẽ rời đội bóng, nhưng chúng tôi muốn làm rõ một việc: sẽ không có bất kỳ thương vụ chuyển nhượng nào liên quan đến Leon vào tháng riêng tới đây. Hiện tại, hợp đồng của Bailey với đội bóng chủ quản có thời hạn đến năm 2023. Trong một phát biểu mới đây, ngôi sao sinh năm 97 tiết lộ có nhiều đại gia nước Anh đã liên hệ, nhưng anh đã từ chối tất cả để ở lại Bundesliga. Lozano hâm mộ Manchester United từ nhỏ. Thời gian gần đây, có không ít tin đồn cho rằng Manchester United muốn có chân sút đang khoác áo PSV Eindhoven, Hy Vinh Lozano. Mùa giải vừa qua, sau 34 lần ra sân cho PSV Eindhoven, Hy Vinh Lozano đã đóng góp 19 bàn thắng cho câu lạc bộ Hà Lan. Mùa này, Lozano tiếp tục duy trì phong độ ấn tượng với 9 bàn thắng, 5 đường kiến tạo sau 15 lần đá chính. Lozano hứa hẹn sẽ thích hợp với lối chơi của Manchester United hiện tại nhờ khả năng rê bóng, tạt cánh, chuyền bóng hay sút xa lợi hại. Đặc biệt, tiền vệ 23 tuổi người Mexico có thể chơi tốt ở cả hai cánh nhờ nền tảng kỹ thuật rất tốt. Đội sở Old Trafford đã đón tin vui khi ngôi sao sáng nhất PSV lên tiếng khẳng định Manchester United là câu lạc bộ mà mình hâm mộ từ nhỏ. Lozano đã nói trong chương trình Inverse Premier của TalkSport: giới truyền thông Anh đã nói rất nhiều điều tốt đẹp về tôi. Đó là điều đặc biệt, tôi xin gửi lời cảm ơn. Tôi luôn cố gắng cải thiện mình và nỗ lực làm thêm điều gì đó. Tôi sẽ tiếp tục cải thiện, tôi đã học được rất nhiều từ những huấn luyện viên của mình. Mỗi người đã truyền đạt cho tôi một điều mới mẻ. Mark Van Bommel đã có một sự nghiệp tuyệt vời và bạn phải học hỏi từ mọi huấn luyện viên. Khi được hỏi về các câu lạc bộ mà mình yêu thích từ thời niên thiếu, Lozano đã nói: tôi rất thích Manchester United, còn ở Tây Ban Nha, đội bóng yêu thích của tôi là Barcelona. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bản tin thể thao của 138.com. Hẹn gặp lại các bạn trong các bản tin tiếp theo. Hãy nhớ nhấn đăng ký kênh và chia sẻ video để ủng hộ chúng tôi nhé.